phải kia phải 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 đại 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 lại đại lại đại lại đó. Em khó khăn lắm đấy, đừng có. Không, làm sao mà đừng có. Em có làm rơi là đi rồi. Ok. Wow, đây, thằng cố đây. Ai thằng cố nào? Lầu thằng cố đây. Thằng cố đây. Ai lầu thằng cố nào? Thằng cố quạnh đây. Miễn phí đây. Miễn phí nào? Ăn thử đi. Đấy, mọi người thấy rồi. Tí nữa thì cài nặng. Tại thấy khỏi bếp của phát là mình thấy hơi run tay một tí. Nhưng mà khá là chắc chắn rồi mọi người. Đấy. Đó, đấy. Thì lên đây cho ông Tấn ơi ơi. Bà Tấn ơi ơi. Ông Tấn ơi. Bà Tấn ơi. Thắng cố đây. Thắng cố nào? Thắng cố đây. Thắng cố đây. Ai qua đây nào? Ai làm đây? Thưởng thức thắng cố nào. Ông người rót rượu à? Thắng sao đây? Đấy, rồi đó. Ok. Tuyệt vời luôn, sinh ra là để cho nhau, dành cho nhau mọi người. À, ông thằng cố Sapa đấy, tận ở trên Sapa về đây đấy. Thằng Sapa người ta ship xuống rồi đấy, ăn ngon lắm. Ở mình không có đâu. Đó, đây. Tuyệt vời luôn đó. Đây, ăn nếm đi. Ông Tấn rồi. Đây. Ăn đây. Đua đây. Đua ông đây. Đây. À, cái này hơi có mùi đấy rượu chứ. Đã. Có rượu. Rượu bây giờ ai người ta uống rượu nữa. Đúng rồi. À, thế à? Uống rượu là phải theo cua. À, rượu luôn không? Uống rượu mà. Đúng rồi. Cua. À, mọi người thưởng thức một chút nhỉ, thằng cố nhỉ. Khả năng là của ít lòng nhiều, mỗi người gọi là thưởng thức một tí đặc sản Sapa mà ông ạ. Đó. Nhưng mà không có rượu à? Không ạ. Không, Sapa không bán rượu đâu. Cho đi rau rồi nhá. Ờ, cho rau à. Ấy bạn tiền lấy ít đũa ra đây. Ngọc có đang nói, Ngọc có đấy cả đũa nữa. Trong thế này không lấy một đi nào nha. Ừ. Ôi giời, mời cả nhà nhé. Tuyệt vời quá. Ui, bạn thịt cơ. Ôi, ăn rau thử. Ăn chay à? Ăn rau ngon. Bạn tiền béo rồi nha. Ăn chay. Không ăn được. Đặc sản Sapa đấy, ở Sapa. Như thắng cố phải có cái món lăng nhăng á. Đấy, đất ở trong này. Nó phải hơi khủng khủng á. Không, đấy là nậm phiện. Đấy là nậm phiện. Ở đây là thắng cố đầy đủ hết cả. Khủng khủng nó ngon. Đây đây là con đời, cả món khủng khủng nữa. Trong một nồi thắng cố ngựa thì có đầy đủ hết thịt ngựa này, thịt ba chỉ ngựa này, lòng ngựa này, cổi này, rồi đầy đủ hết của con ngựa trong này nhá. Ngon đấy. Đấy. Ngon không ạ? Ngon rồi luôn. Đấy, ba. Thôi bị đỉnh đấy. Thắng. Ba, ăn thử. Thử miếng. Thôi anh em nhá. Anh cháu ăn đi. Thế nên cái này không phải Tam Mao nấu đâu nha, mà là ở trên Sapa ship về đấy. Ăn thử thằng cố ngựa đi. À, ở trên Sapa ship về. Cái này ăn thử đi. Vậy tăng đường rồi, tăng đường rồi. Cho xe lên. Không phải là cái này ăn là quá tuyệt vời rồi. Tuyệt vời rồi. Ngon lắm đây. À, tuyệt vời không anh? Tuyệt vời. Đặc sản Sapa đấy. Cảm ơn nhá. Vâng. Nhưng mà đi ít đây nào, tay lạnh quá. Đi nhiều tay nó mới ấm. Đi nhiều là lạnh lắm. À, lên trên này một chút nữa nhé mọi người nhá. À đây, ở kìa, quên. Ông lại đòi bát rồi. Ấy, cho mượn tí. Ừ. Cho mượn bát tí nhỉ. Rồi, tiếp tục. Di chuyển. Let go. Anh đi cẩn thận vào anh ơi. Để quản đi tiếp lại em chắc cơm. Ôi, mời. Thằng cố đây. Đây, cắt máy đây. Đi tay ra. Thử thằng cố đây. Đi tay ra làm miếng thằng cố. Vâng. Đấy, không ăn được. Nổi không ăn được. Chú ra đây. Ôi, ra đây. Ăn trực tiếp luôn. Thằng cố ngựa. Đặc,
đặc sản Sapa. Em ăn thịt thật ngon. Đặc sản là Sapa nhá. Không có rượu. Không có bia. Đó. Cái này là không phải anh em ta mang nấu đâu mà người ta nấu sẵn ở trên Sapa rồi người ta ship về đây đấy. Ôi giời ơi. Đặc sản ở trên Sapa đây. Anh múc cho mấy anh đấy đi. Chú đâu đâu múc anh bát cho nó thịt chú. Đây. Ủa mùi thơm mùi thế. Quế thế. Quế à, đầy đủ mọi thứ của con ngựa đều ở trong cái nồi thắng cố này hết. Ôi giời đất rồi, ngon quá thôi. Thơm đấy nhỉ, được một Ôi giời ơi, ngon quá. Đôi cho anh đem thử thử nữa. Đây, anh lấy đũa với lại bát này. Không nên múc mà nên bới lên chú ạ. Bới thấy cái miếng gì ngon mình thích ăn miếng gì thì để đấy. Mời người ta nấu tận trên Sapa nên là ship về đây. Nhưng đây mình chỉ nấu lại thôi. Tức là cái món này ấy, là đã qua chế biến và chuyển về anh em mình rồi. Nếu mà ăn trực tiếp ở trên nhà hàng trên Sapa ấy, nó còn ngon tuyệt vời hơn. Nếu mà ai có thời gian mà lên Sapa đi chơi ấy, nhớ ghé 88 Ngũ Chỉ Sơn. Lên đấy lạnh chị ăn món này à ngon. Thằng Cố Quành thưởng thức nhá. Lúc này cho chú đi chơi chị nhá. Ai à, cho mượn mấy đôi đũa nữa nào bà Tiền ơi, ông Tấn ơi, nhanh lên đây. Chú ơi, chấm cái nước chấm này thì quên sầu luôn. Vâng, làm miếng nhá. Đấy, quên sầu luôn thật. Nước chấm cũng từ trên Sapa đây anh. Nước chấm cũng từ trên Sapa cay á. Đấy, ai ăn được cay thì chấm nước chấm này thì tuyệt vời luôn. Đây đũa lấy đũa đi. Đây. Đừng có cho cay nữa. Không cay nữa à? Gọi là cay ngon mà. Cay ngon mà. Lấy lượng ăn không? Đấy, đứng vào đây. Vào đây. Vào đây. Tô. Đây, cầm để tránh đường ô tô cả. Lu lại đây này. Lu vào đây nhá. Thôi điểm này thì cuối cùng ở đây. Cay ngon quá. Đó. Thắng cố đây là rất là của nhựa chú ạ. Nó đừng ngon lắm. Chú là ngon thật đấy. Ngon mà tại vì từ Sapa về đây chú thế nào đấy? Từ Sapa về đã. Không phải mình chế là không phải chế này. Mình chế không phải 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 gọi là đặc sản, thế nên là vừa khuấy vừa ăn à? Ăn thịt đi vừa khuấy, tức là mình ăn thích ăn lòng thì ăn nóng thì ăn phổi thì ăn 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 gọi là nhậm thì ăn mà ăn không có rượu ông Tấn ạ. Bơm thì ăn. Ngon đấy, không có rượu. Tuyệt vời mà. Cái này người ta nấu ở trên kia xong rồi ship về. Và nấu ở trên kia ăn ngon nữa. Tại vì mình đóng đám mất một hôm rồi. Đóng đám mất một hôm về đây đóng giao khống rồi. Hả? Đấy, rồi. Mẹ mau đẻ từ lúc ấy. Chả đến đây, chả đến mời ai mà dặn đến thức ăn. Mình cũng phải thức ăn. Sao mà chịu được gì với bác anh tiểu nó rồi. Bà làm gì thằng cố bà ơi. Thằng cố sao ba bà ơi. Nói đùa đi cùng anh. Ăn thử gì? Ngon lắm. Lạnh lạnh thế này mà có nồi thắng cố. Đây đây. Đây đây. Cho đây là miếng
gọi là miếng bạc nhạn. Cái gọi nó là gân này. Đấy. Đấy. À, sẽ ưu tiên cho phụ nữ. Đây là thịt bắp. Bắp ngựa, bắp ngựa. Đó là món bạc nhạn đấy. Đây được ăn giữa giờ đấy nhỉ? Đấy. Đây đây anh thử khoáng cái miếng lạc này. Đây này, con miếng là cái lạc ngon. Ăn vừa mới vừa. Cao lê la miên ở ngoài á. Xin phép mọi người cho anh cameraman thưởng thức một miếng. À, ôi thôi thổi đã. Thổi đã. Món gì đây? Ăn lòng ba ơi. Lòng. Quên, thổi cái không à. Bỏng. Ngon không? Ok đi. Ở dưới ấy, nó ở dưới nhiều lắm. Đây này. Đấy, nó được có lòng ở dưới đầy đủ hết nhá. Ông ơi. Thằng cố cực ngon luôn. Thằng cố. Có rượu. Bác thử miếng thằng cố đây. Bây giờ là tôi không dám mời nữa. Bây giờ vì bây giờ nó là thằng cố rau rồi. Mới cả là món về có ngon hay không là phải bảo là có rượu. Đấy, đây mà phải có rượu nữa đi, quên sầu nhỉ. Rồi, nói chung là Quế Long nhiều mọi người ạ, có một chút đặc sản Sapa cũng muốn quá ngon mọi người ạ. Chia sẻ cho mọi người thôi. Clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em like, một share, một comment, một đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh nha. Rất là ơn, cảm ơn anh Cường, chủ quán Thắng Cố Quành đã mang lại cho anh em một món cực kỳ tuyệt vời nha. Chào tất cả mọi người nha. Bye bye.